Chuẩn bị tới kèo chế nha các bạn. Đại Lâm Balotelli một bát đầu giò. Bên kia cao thủ đến từ Bình Sơn một bát kỳ. Bình Sơn sạc kỳ và An Giang sạc bằng chân. Điểm 0-0. Quá khó chịu. Đẳng cấp còn không các bạn? Điểm 1-0. Điểm 1-1. Giao lại nha các bạn, bên kia cũng sạc bằng chân luôn. Điểm 1-1. Đại Lâm tự sát. Điểm 2-1. Ngoài tầm giới. Điểm 3-1. Chị xem coi đi sao chị ơi. Hồi nãy là mày còn thiếu mày một coi nhau. Đúng rồi. Cái này là 5 coi là sao. Điểm 2-3. Khó chịu quá. Điểm 3-3. Bây giờ không lẽ giờ tôi thua ông, hai tôi với ông thua nhau nữa hả ông Đức? Điểm 4-3. Chết đi ăn đi. Trời ơi, hôm nay mày quay toàn cái kèo là ông đại ca mày thua mà mày cứ quay chi hoài. Điểm 4-4. Bóng giật dây. May mắn và may mắn. Sao nào về Nam Bông? Điểm 5-4. Nói nhiều quá quá đi, sao nào về Nam Bông? Nam Bông. Nói cơm. Ăn đi. Bóng tốt. Chạy lên chứ vậy? Mày hay quá. Ai cũng chạy lên, đừng có chạy lên ở dưới là khó. Mày quá. Nó ăn hay hay là nó may mắn. Nó hay. Cao thủ đến từ Bình Sơn quá ghê gớm các bạn ơi. Đầu giò kia cũng hay.
Lắp đều. Điểm 5 đều. Chúng nóc lưới là thua nha các bạn. Gỡ cái lưới ra đi, đủ dài. Mày ghê, tao đi, mày quá ghê. Đó, 5. Điểm 6 năm. Ôi trời. Bảy năm. Điểm 7 năm. Bóng không qua lưới. Mấy bữa giờ này chúng về rồi chú ơi. Chú ơi. Qua hay. Điểm 6 7. Đáp đáp đáp. À đủ. Bóng ngoài. Không thiệt luôn à. Chú ơi. Chú làm gì? Trời. Bảy đều. Ô, 8 sau. 8 sau. Điểm 8 6. Điểm 7 8. Đại Lâm tự sát tại bãi cát. Điểm hiện tại 8 đều. Điểm 8 đều. Mày em cho đánh nhau không? Điểm 98. Bóng ngoài. Các bạn để ý hai cái đèn cuối sân nè, đây một cái nè, bên đây một cái nè, nó rất là chói nha các bạn, rất khó cho đầu dò. Điểm 08. Bóng tốt. Cao thủ Bình Sơn lội ngược dòng nha các bạn.
Đại Lâm thảm sát tại Bãi Cát. Cao thủ Võ Lâm quá ghê, quá ghê.